Sống. Chu Toàn, nè, chờ chút đã, cho mình qua gian với. Có phỏng vấn hả? Rải tới 200 đơn gì mà không ai gọi phỏng vấn hết. Vậy sao cậu mặc lịch sự quá vậy? Mình sẵn sàng mỗi lúc mà. Lỡ như có người gọi điện hẹn phỏng vấn, mình sẽ ra chiến trường ngay. Tràn đầy ý chí. Sao rồi hả? Hôm nay cậu đi đâu đây? Đi đền tiền. Đồ này của cậu hơi bị nhăn rồi đó, sao không ủi lại đi? Giờ hôm nay quá trễ, không tìm thấy bàn ủi. Mình lại ngại không dám đánh thức cậu, cho nên còn có sáo với mình nữa. Vậy hôm nay cứ tạm vậy đi. Đi thôi. Cảm ơn. Xin chào, cho tôi hỏi quầy tiếp tân có người không? Tôi không phải là người sao? Chị tìm ai? Tiếp tân à? Tôi tìm trợ lý Dương. Chị là Lệnh Tầm Tầm hả? Chờ tôi một chút, bây giờ tôi đang bận phỏng vấn với sếp. Được, không sao đâu. Trả lương cao thì ngon lắm sao? Bắt người ta phải có mặt 24 tiếng. Tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vậy mà bắt tôi làm giúp việc. Tôi có thể đáp ứng anh mọi điều mà. Anh thử tuyển tôi đi. Công ty giờ đang tuyển vị trí gì vậy cô? Sao cảm giác như đi thi hoa hậu vậy? Sếp ở đây cần tuyển trợ lý riêng, làm việc kiểu 24/24. Phải quản lý việc nhà, còn phải lo sự vụ công ty. Ủa vậy không phải là rất tốt sao? Sao ai cũng khóc lóc bỏ chạy hết vậy? Chị không có cuộc sống riêng sao? Chị không yêu đương sao? Làm suốt 24 tiếng, các chị đã bán mình cho anh ta. Nhưng sao vừa rồi không phải cô rất muốn làm sao? Vì tôi không chỉ muốn làm trợ lý. Chị nghĩ đi, ông chủ vừa đẹp trai lại lắm tiền, nếu có thể hốt được anh ấy về nhà, vậy thì cũng rất đáng để thử mà. Người ta chỉ muốn tìm người giúp việc, vậy mà có người muốn làm tới bà chủ. Không ngờ thằng nhóc đó lại làm sếp ở đây. Hôm nay có ai tới phỏng vấn nữa không? Chỉ còn một người. Xin lỗi anh, tôi hẹn chị ấy tới bàn chuyện bồi thường. Để tôi mời chị ấy ra. Xin cho tôi một cơ hội. Chị gọi sao đi? Tôi đâu có gọi. Tôi hỏi tên chị là gì? Tôi tên là Lệnh Tầm Tầm. Ngồi đi. Hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp xong kết hôn, không hề có kinh nghiệm làm việc. Sao chị dám xin làm trợ lý của tôi? Làm trợ lý riêng là công việc phục vụ riêng cho cậu, ngoại trừ cần làm là công việc thư ký, còn phải chăm lo đời sống hàng ngày của cậu. Kinh nghiệm nội trợ lâu năm khiến tôi có tinh thần cống hiến, hơn nữa còn có phẩm chất ưu tú về việc bật chu đáo và kiên nhẫn. Trí nhớ rất tốt, trong tình thế cấp trúc mà vẫn biết lên mạng tra cứu mẹo làm trợ lý. Nội dung chính trị đều bám sát. Tôi đánh giá cao năng lực ứng biến, nhưng người trợ lý tôi cần không phải là một cái máy chỉ biết sao chép nội dung. Cảm ơn chị nha. Chào chị Lệnh. Thành tổng. Thành tổng. Sao vậy? Chị bị đau hả? Vậy thì đầu của chị cứng hay là người của tôi cứng hơn? Đầu của tôi. Vậy chị nên nói chuyện với tôi. Xin lỗi cậu.
Mau ra ngoài đi. Thành tổng, Thành tổng, tôi đụng phải xe của cậu. Về nhà phát hiện bảo hiểm của tôi đã hết hạn. Tôi hỏi mấy người bạn trong ngành thì họ nói nội tiền sửa xe thôi cũng đã hơn 500 ngàn. Tôi mới ly hôn, theo cái kiểu ra đi tay trắng. Tôi thực sự không có đủ tiền mặt để trả cho cậu. Nếu như giờ cậu có thể cho tôi làm công việc này, tôi nhất định sẽ cố gắng làm một trợ lý có trách nhiệm, vì tôi cần công việc để hơn bất kỳ ai hết. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, tôi cũng có thể đi làm, làm kiếm tiền trả cậu. Đây là chuyện lợi cả đôi đường. Lợi đôi đường chỉ ở góc độ của chị thôi. Đối với tôi mà nói, đây chính là làm từ thiện. Xin lỗi chị nha. Chuyện của chị nghe rất là thảm, nhưng mà tôi không cảm động. Giờ chị muốn làm trợ lý của tôi vẫn còn chưa đủ tư cách. À, phải rồi. Sau này khi đi xin việc á, nhớ mặc áo khoác chỉnh tề một chút nha. Mặc một chiếc váy ngắn lông cừu sang trọng tinh tế, áo sơ mi cổ tông nguyên chất, khe khẽ ra bờ xương dai xanh, đứng trong căn phòng góc nhìn 180 độ hướng ra bờ sông, ăn bữa trưa do trợ lý mang tới. Nếu như 7 năm trước tôi không lựa chọn từ bỏ công việc, thì lệnh tần tầm ở thế giới song song khác liệu có được sống như lý tưởng của tôi không? Chào Thành tổng. Sao chị ta ở đây? Chào Thành tổng. Rốt cuộc chị ta muốn làm gì đi? Tính làm con đĩa bám chặt hay sao chứ? Bảo vệ có đuổi, nhưng mà chị ta vẫn có cách lẻn vào, cũng không ảnh hưởng tới mọi người làm việc. Chị lặng lẽ đứng ở cổng công ty. Gọi chị ta vào đi. Thành tổng, cậu gọi tôi sao? Chị Linh à, tôi khâm phục lòng kiên trì của chị, nhưng mà chị không thích hợp làm trợ lý của tôi đâu. Chị cứ trải thêm vài tờ đơn đi, vì chị cứ phải sống chết chỗ này làm gì chứ? Thành tổng, đây là lần phỏng vấn duy nhất mà tôi có được từ trước tới nay. Tôi xin lỗi chị, hôm đó đã quá mềm lòng và phá lệ phỏng vấn chị. Lẽ ra tôi không nên cho chị một tí hy vọng nào. Thành tổng, tôi biết cậu thấy tôi rất phiền, nhưng đây đúng là cơ hội duy nhất mà tôi có. Hơn nữa, mấy ngày qua tôi ở công ty cảm nhận thấy kết quả phỏng vấn của cậu không tốt. Hay là cậu cứ tuyển tôi đi, nếu thực sự không phù hợp vậy thì thôi vậy. Tôi đang cần tuyển trợ lý riêng, học lực nghiên cứu sinh, tiếng Anh 8 chấm, biết nấu cơm, biết dọn dẹp, tốt nhất là đã từng đào tạo quản gia. 24 tiếng gọi lúc nào cũng phải có mặt hết, không được phép có thời gian cá nhân, yêu cầu cá nhân. Tôi còn có rất nhiều thói quen đặc biệt trong sinh hoạt nữa. Thật sự không phải chỉ cần chị mặc bộ đồ tay chỉnh tề vào là có thể làm được đâu. Chị cũng thấy rồi, tôi đã liên tục phỏng vấn 100 người và người nào cũng đều giỏi hơn chị hết. Nếu như trong số 100 người đó đâu phải ai cũng cho cậu cơ hội làm dùng miễn phí chứ. Nhưng mà tôi có thể. Thành tổng, xin cậu cứ giao nhiệm vụ. Vậy chị mau dọn dẹp công ty đi, kể cả toilet. Được, giờ tôi sẽ đi liền. Được. Thành tổng, tránh ra một chút. Ơi, được chết thì được mà. Chủ tịch. Sao lại là chị nữa? Đúng là âm hồn không tan mà. Thành tổng, tôi biết là cậu không muốn nhìn thấy tôi. Tôi thực sự là không cố tình đâu. Tôi chỉ nghĩ tranh thủ giờ tan làm dọn dẹp thôi. Tôi xin phép cậu ra ngoài. Chị lên tâm tâm nè, tôi thật sự không biết chị muốn cái gì nữa. Tôi kêu chị chùi toilet dọn dẹp công ty là chị muốn chị thấy khó mà lui. Tôi thật sự không muốn liên quan gì tới chị hết.
Sao có thể không liên quan gì chứ? Chúng ta có liên quan tiền bạc mà, 500 ngàn đó. Đây chính là liên quan. Sao lại có thời gian tới đây vậy? Vì con cứ không chịu nghe điện thoại. Không nghe thấy. Thấy cuộc gọi nhỡ không biết gọi lại hay sao? Điện thoại hết pin rồi. Vậy thứ con cầm không lẽ là đồ chơi sao? Thành Tổng, cậu cần tham gia một bữa cơm với khách hàng. Đừng quên nha. Sắp trễ giờ rồi đó. Vậy con không mau đi. Mẹ dạ. Con chúng tôi đang nói chuyện. Cô có quyền mở miệng được sao? Chủ tịch à, là trợ lý của Thành Tổng, tôi cần thực hiện chức trách của mình. Trợ lý? Trợ lý có quan hệ tiền bạc sao? Nó bỏ 500 ngàn để mua cô. Đúng. Cậu ấy mua đứt thời gian của tôi, mua đứt dịch vụ của tôi. Tôi cần thực hiện chức trách công việc của mình. Thành Tổng, xin mời. Nè cô à, hình như vừa rồi tôi nghe được nó không muốn có chút quan hệ nào với cô. Cũng không dự định tuyển cô vào công ty. Cho hỏi cô làm trợ lý cho ai vậy? Chủ tịch à, vừa rồi bà nghe thấy là cuộc phỏng vấn của tôi và Thành Tổng. Cảm ơn vì đã phỏng vấn. Đúng vậy, mới cái đây nửa phút thôi, con quyết định tuyển chị. Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, con cảm thấy rất hài lòng. Thành Lệ, con muốn chọc tức mẹ thì có thể đổi cách khác, chứ đừng có lấy chuyện công việc ra để đùa giỡn. Con có chắc cô ta có thể làm trợ lý của con không? Con chắc chắn. Con đã phỏng vấn hơn 100 người rồi. Chính lúc nãy đi, con đã quyết định chính thức tuyển chị làm trợ lý của con. Nói cho chính xác á, là trợ lý thân cận. Rất thân cận. Kiểu cực kỳ thân cận. Đúng là nhảm nhí. Tụi con cần phải đi tiếp khách, xin phép đi trước. Thành Tổng, tôi thực sự có thể làm trợ lý cho cậu sao? Thành Tổng. Chị phiền phức thật đó. Đưa tôi về nhà. Mình thành công rồi. Mình không đồng ý. Tất cả lễ tân công ty mình lại không nỡ để cậu làm đó. Vậy mà cậu tìm công tử nhà giàu giúp việc cho người ta. Trời ơi, không phải là giúp việc mà là trợ lý riêng đó. Cách gọi hay hơn là trợ lý đặc biệt. Cũng giống như trợ lý của Lăng Dị Châu, hiện giờ đang được tìm kiếm trên mạng đó. Trợ lý đặc biệt thường là nam đó. Ông chủ là Lăng Dị Châu, vậy cậu sẽ làm gì hả? Tới nhà người ta nấu cơm giặt giũ rồi hầu hạ người ta sao? Nếu ở cổ đại cậu chính là nha đầu bồi phòng nó có biết không? Mà với lại cô nam quả nữ, lỡ cậu ta mà động tay động chân với cậu, cậu yếu ớt như vậy á thì làm được cái gì? Dạ chút. Nhìn đi. Nè, lần đầu tiên trong đời mình mới thấy chức danh trên danh thiếp lại là lễ tân đó. Trời ơi, cậu cứ nhìn kỹ lại đi. Thiệt tình à. Quốc Mỹ Linh cũng được đó. Vừa làm là đã trở thành chuột sa chỉnh gạo rồi nha. Vậy nếu như mình đoán không lầm thì cái cậu Thành Tổng này có lẽ là thái tử gia của tập đoàn Mỹ Thành, vừa mới về nước 2 năm trước rồi. Đúng. Người ta bây giờ là 23 tuổi, nhìn y như diễn viên vậy. Bên cạnh có rất nhiều trai xinh gái đẹp vây xung quanh. Khoan quan tâm xu hướng tính dục cậu ta, cậu nghĩ cô ta sẽ thích mình sao? Cậu nói kiểu gì vậy? Ở trong lòng của mình đây, cậu luôn là một mỹ nhân số 1 đó. Nhưng mà thực sự, có lẽ ông chủ nhỏ này của cậu sẽ không thích loại máy bay giống như cậu đâu. Nè, nhưng mà mình thấy Thành Tổng của cậu cũng khó chịu thật đó. Làm thái tử tập đoàn lớn lại không chịu làm, cứ chạy tới cái công ty nhỏ xíu như vậy làm tổng giám đốc. Chú Toàn à, chúng ta đừng quan tâm tới mấy chuyện của sếp lớn nữa. Mình biết rõ, hiện giờ cậu đang thấy lo cho cái máy bay là mình đây. Nhưng mình cũng đâu thể nào cả đời ăn bám cậu được. Cậu cũng biết bây giờ đi tìm việc không dễ dàng mà. Cậu ta lại đang trả lương rất cao. Mình cũng tạm thời chưa tìm được việc tốt hơn, đúng không? Bây giờ mình muốn sống thật độc lập như vậy mới có thể có khả năng đón Đô trở về. Rồi. Nhưng hai chúng ta phải nói cho rõ, nếu cậu cảm thấy quất ức thì không được làm nữa.
quá, công nhận là rộng thật đó, không giống chỗ cho người ở. Thành tổng có bệnh ưa sạch sẽ, phòng của anh ấy mỗi ngày cần khử trùng một lần, nhưng mà anh ấy không chịu nổi mùi thuốc. Nên chỉ cần dùng xịt phòng tinh dầu hoa hồng để át mùi. Trên bàn không được để đồ vật linh tinh. Trong nhà này ngoài hai người ra không được có vật sống. Nè, vậy cây cỏ cô được tính là vật sống không? Có. Về bữa sáng thì không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng mà sản phẩm sữa phải từ nông trại Nam Otago, New Zealand. Sữa thì cần được khử béo. Anh ấy 12 giờ tới công ty, chị dậy lúc 7 giờ, 8 giờ chuẩn bị bữa sáng, 9 giờ ra ngoài. Nãy giờ tôi nói gì chị có ghi lại hết chưa? Rồi. Tất cả áo khoác đều được giặt khô, đồ mặc trên người cần được khử trùng bằng máy giặt sấy chuyên dụng. Tuyệt đối không được dùng sai nhãn hiệu nước giặt làm mềm vải. Khi xài hết phải mua đúng loại không mùi. Anh ấy không thích mùi nào quá nồng. Chỗ này là phòng chứa đồ. Trời ơi, cái này là quần áo gì vậy? Không lẽ là sếp lại có sở thích đặc biệt vậy sao? Đây là đồ của bữa tiệc lần trước. Yên tâm, thẩm mỹ và khuynh hướng của sếp đều rất bình thường, chị sẽ an toàn thôi. Ở nơi này tốt nhất chị nên luôn tàng hình. Khi nào cần thành tổng sẽ gọi. Chân thành nhắc nhở, tuyệt đối đừng đi phía trước anh ấy. Được, được. Cuối cùng là một điều cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi khu vực trong nhà buổi tối đều không được tắt đèn, vì sếp thích sáng sủa. Nguồn điện dự phòng cũng phải luôn kiểm tra để tránh mất điện bất ngờ. Trời đất, người có tiền không sợ lãng phí mà. Đèn cũng không tắt. Ồn ào quá. Trời ơi. Cũng dễ bị lừa mà. Đặt hàng là được. Trời. Xin lỗi nha. Thành tổng, xin lỗi, vẫn chưa nhắc về thói quen uống cà phê của anh, để tôi đổi cho. Ra ngoài đi. Sao kỳ vậy? Sao chị ta lại biết vậy? Tăng, chị Tâm, trợ lý Dương đã nhắc chị rồi sao? Tôi còn tưởng là cô nhắc chị đó. Anh giỡn hay sao hả? Tôi đâu có rảnh như vậy chứ. Nhắc cái gì vậy? Sát thủ cà phê. Chị là nhân viên mới đầu tiên pha cà phê mà không bị sếp đập bể ly đũa ra ngoài. Thật vậy sao? Ừ. Thành công. Vào đây một chút. 5 4 3 2. Thưa sếp, cho hỏi có chuyện gì vậy? Đâu có gì. À không, đi photo tài liệu này thành 3 bản cho tôi nha. Photo hai mặt, một bản trong đó gửi tổng công ty. Ngoài ra thanh toán hóa đơn của tôi theo quy trình của công ty nha. Ngoài ra chuẩn bị quà cưới cho giám đốc Lan Thị. Cuối cùng lấy đồ giặt photo của tôi về đây. Vất vả rồi. Tâm, tôi về trước nha. Được, ngày mai gặp. Chắc giả rồi. Tạm biệt. Tôi có một trực giác. Tôi cảm thấy là chị Tâm rồi sẽ sắp xếp được mọi chuyện cho thành tổng. Làm xong mọi chuyện chưa? Mà đã làm biến rồi. Thành tổng, công việc cậu giao đã làm xong hết rồi. Cậu có thể kêu trợ lý Dương kiểm tra.
Anh có chắc chị ta không có kinh nghiệm làm việc không? Trên lý lịch đã viết như vậy mà. Vậy là không đuổi đi được rồi. Sếp à, nghe anh cần tìm là trợ lý. Nếu chị ấy làm được thì có gì không ổn chứ? Tôi không có thích chị ta. Nhìn chị ta không được đẹp. Bao Tiểu Tỉnh rất đẹp. Hay để Bao Tiểu Tỉnh làm trợ lý cho anh. Chuyện đó thì thôi khỏi đi. Công việc này cần sẵn sàng 24/7. Chị chưa có con chứ? Ờ, sao lại có giấy bảo đảm kỳ lạ như vậy chứ? Chủ yếu là do vị trí trợ lý này có yêu cầu khá đặc biệt. Vậy nhất định phải ký sao? Ừ, chị cứ suy nghĩ thêm đi. Xin lỗi con, mẹ sẽ nhanh chóng đón con về với mẹ. Mình thật sự không ngờ còn có thể đi ăn trưa với cậu. Nè, cậu là trợ lý thân cận mà bữa trưa không đi ăn với sếp hả? Mỗi buổi trưa cậu ta có 2 tiếng không cho người lạ tới gần. Còn trẻ như vậy, có thói quen ngủ trưa rồi. Lên đi, lên đi. Oh yes. À phải rồi, buổi tiệc tối hôm nay chuẩn bị ra sao rồi? Phải ha, để tôi kêu Dương đóng lo. Xin mời Dương. Tối nay sếp sẽ tổ chức tiệc trong nhà. Chị mau về chuẩn bị đi. Nè không được, không được, mình phải đi rồi. Cậu đi đâu vậy? Đột nhiên sếp có tổ chức buổi tiệc trong nhà, mình phải đi chuẩn bị. Hả? Đi đây, bye bye. Cứ ăn đi. À, xin mời. Xin mời. Đây, đây là ai vậy? Là trưởng phòng phát triển của công ty, rất nổi tiếng trong giới thời trang và giới live stream. Nè nè nè, uống đi. Uống đi. Là đàn ông sao? Hôm nay vui thiệt đó. Phải đó. Lâu rồi mới gặp ha. Đã lâu rồi không gặp. Hôm nay sao không có trai xinh gái đẹp nào phục vụ vậy? Mấy người mặc đồ lót gợi cảm lần trước đâu hết rồi. Hôm nay lại thích cosplay kiểu phụ nữ đảm đang sao? Ê nè, khoan, đợi chút đã. Sao lại trừng mắt với tôi? Mai không vui rồi nha. Xin lỗi ông anh nha. Cô gọi tôi là gì? Cô gọi tôi là ông anh? No, tôi là Mai. Tôi là Mai mà. Thanh Lễ, cô phục vụ tiệc của anh bất lịch sự quá à. Đây không phải là phục vụ, là trợ lý của tôi. Hả? Cô ta chính là trợ lý đặc biệt anh mới tuyển dụng. 24 giờ gọi lúc nào thì tới lúc đó đúng không? Đúng vậy. Người ta ngưỡng mộ anh thật đó. Có phải những người trợ lý của anh đều cực kỳ nghe lời không hả? Nói năng lung tung gì vậy? Nè. Mai kêu tôi bận cái này sao? Ừ. Vậy ông chủ nói sao hả? Sếp không nói gì hết. Nhưng mà nếu chị không chịu mặc thì sếp chắc chắn sẽ rất mất mặt. Bởi vì Mai đã cược với anh ấy. Hey, thôi tôi ra ngoài đi. Đổi cho sạch, trách cho thơm. Bà đây không làm nữa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Khi nào mẹ mới tới đón con vậy? Chúng ta cùng đi chơi công viên đi. Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi. Khi nào mẹ mới gọi điện cho con hả? Mẹ ơi, con không ngủ được. Con muốn được nghe mẹ kể chuyện. Con muốn vẽ tranh với mẹ. Con muốn được ngủ chung với mẹ. Lệnh Tâm Tâm, mẹ còn muốn đón con mày về không? Mới đó mà đã bỏ cuộc rồi sao?
Mày dễ dàng bị đuổi đi như vậy sao? Mặt thật sâu. Chị không có lòng tự trọng sao? Cậu không có giới hạn sao? Chị sẽ chơi với cậu tới cùng. Bà cô này cũng khá thú vị nha. Sáng mai sếp có buổi họp, tôi phải đi chuẩn bị. Làm phiền chị nhanh chóng dọn dẹp nhé. Được. Lúc này thì tôi giống như vừa xem xong một bộ phim hài nhảm nhí. Khán giả về rồi mới phát hiện cuối phim có tiết lộ. Tiết lộ đó nói bất ngờ rằng vai diễn chú hề mà tôi ghét nhất trong phim đó lại là bản thân tôi. Thành Lệ, cậu là đồ xấu xa. Lên Tâm Tâm, buổi họp hôm nay không được tới trễ đó. À, Thành Tổng, tôi gọi xe cho cậu, 5 phút nữa xe sẽ tới đây. Tôi đi mua dù cho cậu. À, đợi tôi một chút. Nè, nè, quay lại đây. Thành Tổng, xe tới rồi. Thành Tổng, dù đây. Mau lên đi, tôi đang vội lắm. Xin mời xem qua tài liệu này. Được rồi. Lệnh Tâm Tâm đâu?
chế đem xe đi sửa rồi. Suốt buổi sáng hả? Còn tới bệnh viện nữa. Cuộc hẹn với giám đốc Dương, không biết là anh cần chuẩn bị quà gì. Chị ta ở bệnh viện nào? Chị là chị Chu vừa rồi nghe điện thoại đúng không? Cậu là Thành Tổng hả? Trả tiền viện phí đi. Cậu đúng là cần phải trả. Tôi không biết Lệnh Tầm Tầm bị chạm mạch ở đâu nữa mà lại phải nhịn nhục đi làm trợ lý cho cậu. Tôi cũng không biết kiếp trước cậu ấy nợ cậu cái gì mà kiếp này phải trả lại, nhưng không đáng bị ăn hiếp như vậy. Cậu biết cậu ấy vì công việc này mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Tiểu Tĩnh, có thể cho tôi xin số điện thoại của quản gia cũ không? Cô quản gia hả? Ừ. Hả? Còn tưởng là cô quản gia đó là nữ chứ. Cậu ấy nghĩ đủ mọi cách tìm chú quản gia cũ bị bệnh kia của cậu để tìm hiểu mấy thói quen sinh hoạt kỳ quái của cậu. Cái gì mà chỉ uống cà phê loại quà tan cũng phải bỏ đường từ Nam Phi và sữa từ New Zealand, nước suối từ dãy núi Alps, đúng là yêu cầu biến thái mà. Cậu ấy đã 7 năm không đi làm, cậu ấy không biết cách sử dụng các máy móc văn phòng. Ngày nào cũng đợi lúc cậu đã ngủ rồi, liền gọi tôi tới, bắt tôi chỉ tận tay cách sử dụng tất cả những thiết bị máy móc trong văn phòng, rồi sau đó 7 giờ sáng, gọi cậu thức dậy, nấu cơm cho cậu, đưa cậu đi làm. Cậu có biết mấy ngày liền cậu ấy đã không được ngủ quá 3 tiếng hay không hả? Cậu ấy thực sự rất trân trọng công việc này. Vì muốn làm tốt trợ lý của cậu, cậu ấy ngày nào cũng phải thấp thởm, sợ mình làm không tốt gì đó thì sẽ bị mất công việc. Phải, cậu ấy không đi làm 7 năm, không có kinh nghiệm gì cũng không tìm được một công việc tốt hơn. Nhưng không nên tới mức vì công việc này mà không cần thể diện, không cần tính mạng như vậy đó. Nè chị à. Ngậm miệng, tôi còn chưa nói xong mà. Nếu cậu thấy cậu ấy không đủ tốt thì có thể đuổi việc, chứ không thể dùng cách này để giữ cậu ấy lại bên mình rồi sỉ nhục cậu ấy, dây dò cậu ấy. Cậu ấy cũng là phụ nữ mà. Nếu cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội công bằng để chứng minh bản thân, không phải tốt hơn sao? Giờ này còn tìm được kiếp gì không? Thành Lệ, cậu là đồ xấu xa. Không cần tìm nữa. Nói gì đi, sao ngẩn người ra vậy hả? Hôm nay cậu phải trả lời tôi biết đó. Chị Chu à, chính chị cứ luôn không cho tôi nói. Trước tiên tôi xin lỗi vì đã khiến cho trợ lý của mình vì làm việc mà bị bệnh. Tất cả chi phí điều trị sẽ do tôi lo hết. Tôi còn cho chị nghỉ phép một tuần để sắp xếp lại công việc. Tuần sau chính thức được tuyển vào làm. Câu này nói ra có chút tình người đó. Còn nữa, tôi không hề sỉ nhục cũng không dày dò chế. Mọi điều chế hy sinh để lấy lại tiền lương cao từ tôi là rất công bằng so với mức thu nhập hiện tại. Cho nên chị không cần thấy tức giùm chế. Ngoài ra, hình như chị cũng không hiểu chị bạn của mình lắm. Chị ấy mà liều lên thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Ý cậu là sao hả? Trời ơi, đúng là xấu hổ, không có gì để nói luôn. Lệnh Tâm Tâm, cậu ngồi dậy. Nè, mình thấy lạ thật đó Lệnh Tâm Tâm. Bình thường mình đâu có nhận ra cậu lại có năng lực xuất sắc như vậy. Cậu uống tóc rồi cosplay thành cô bồi bàn, rồi đi ưỡn nghèo khắp nơi. Sao cậu ăn mặc như vậy mà không ngượng vậy hả? Lúc mình xem đoạn clip đó thì thực sự không biết nói gì luôn đó. Cậu sao vậy? Cậu đã nghĩ cái gì vậy hả? Cậu nói gì đi chứ. Tôi 这长阳不错，那你打算去哪儿？昨晚怎么没穿衣服跟我下快戏？改天乱了。